Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chương trình Radio 360 CVS do câu lạc bộ kết nối sinh viên bạn nên thực hiện. Chương trình lên sóng định kỳ 2 lần trên tháng. Mình là Huy Tùng. Còn mình là Trúc Phương. Rất vui khi trở thành người đồng hành cùng các bạn trong chương trình đầu tiên. Hàng năm, mỗi khi tháng 11 về, có lẽ ắt hẳn trong lòng mỗi người học sinh chúng ta lại dâng lên niềm cảm xúc khó tả. Tháng 11, tháng của lời tri ân, của ngọn nguồn cảm xúc chân thành, đó là nỗi nhớ, là hồi niệm về những con người gợi mở và đem nguồn tri thức tròn hơn với cuộc đời này. Thầy cô, biết bao trìu mến và thiêng liêng khi nghĩ về. Ta đã từng được dạy rằng, muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hai chữ phải yêu mến thầy. Và thật đúng như thế, thầy cô chính là chiếc cầu nối giữa bể kiến thức rộng lớn, bao la với mỗi thế hệ, mỗi con người. Dẫu cuộc sống này có còn nhiều khó khăn, nhưng ta luôn thấy vươn lên tấm gương những người thầy, người cô miệt mài cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Nơi miền núi hiểm trở, khắc nghiệt hay vùng đảo xa xôi của Tổ quốc, thầy cô đang ăn thầm góp nhặt và ươm mầm giấc mơ về những con chữ, giấc mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho ba em nhỏ ngày đêm khát khao được đến trường. Thầy cô của chúng ta luôn luôn như thế, hy sinh mà lặng lẽ, khiêm nhường. Có lẽ thầy cô với lớp học bảng đen phấn trắng là hình ảnh yên bình nhất giữa cuộc sống bộn bề này. Khi đã trưởng thành và bước vào nhịp đời hối hả, tôi mới thật sự biết cái cảm giác muốn được quay về và sống lại thời áo trắng, được nghe tiếng cô giảng bài sang sảng, được thoải mái cười ngả nghiêng trong câu chuyện vui của thầy. Thầy cô, đối với ta, phải chăng là bà tiên, là ông bụt trong câu chuyện cổ tích hồi xưa nay hóa thân vào và biến miền kỳ thức về buổi học trò trong một chúng ta trở nên vẹn nguyên và đẹp đẽ đến thế. Bye.
chiều đò mãi miết giữa sông xưa, gửi thầy con người mãi miết chiều lá những dòng đời xuôi ngược. Con còn nhớ rõ hình bóng thầy trên một dạng năm ấy, mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hàn, những vết chân chim được mòn thời gian đã theo đúng con đi hết những năm tháng của tuổi học trò có lớn mà không có khôn. Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt của chúng con những bài học về cuộc đời. Thời ấy, chúng con nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của thầy chính là đoạn đường dài dẫn chúng con với những ước mơ đầu tiên ấy. Thời ấy, chúng con nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng lý thông, mụ gì nghĩ hay quỷ gì chỉ có trong truyện mà thôi. Cuộc đời này vẫn luôn là một bài toán khó mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ trải nghiệm. Thầy dạy rằng, bước vào đời, chúng con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính quan chiên của những kẻ độc ác. Thời ấy, chúng con nào biết tha thứ là một động từ đẹp nhất chỉ sau yêu. Thầy dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ở cục đến những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại. Thầy dạy rằng, trái tim không biết tha thứ là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi. Thời ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia, tối qua thức đêm trông em cho mẹ ốm. Đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có những người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên. Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lại quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn, khi mà hờ hờ và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người. Thời ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh, những khúc gặp, những quanh co, những thác gần luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng, nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi. Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm chông gai. Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi. Lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ? Thank you.
thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Hiền thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng lặng giờ gió mưa. Còn ai nhớ? Ai quên con đò xưa? Lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn. Tâm thoát mới ngày nào cô trò mình còn ngày ngày gặp nhau trên lớp. Thế mà bây giờ chúng con đã mỗi đứa một nơi, không còn được ở bên cô nữa. Con đường đời phía trước chúng con sẽ phải tự bước đi mà không có ai bên cạnh chỉ bảo ân cần dịu dàng. Phải cách sống tự lập, phải cách đương đầu với khó khăn và thử thách. 18, 19 tuổi đầu nhưng thực sự chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ con. Môi trường đại học thật khác so với những gì con tưởng tượng. Lắm lúc con muốn quay trở lại thời cấp 3. Bây giờ chúng con và cô chỉ còn lại là những kỷ niệm mà thôi. Kỷ niệm của thời học sinh mà chúng con mang theo suốt những năm tháng sau này. Kỷ niệm về một người mẹ thứ hai luôn tận tụy, nhiệt tình. Chúng con xin lỗi cô vì lắm lúc làm cô buồn, làm cô phải lo lắng. Không giống như những lời xin lỗi máy móc trong những lần chúng con mắc lỗi trước đây đâu cô ạ. Mà là lời xin lỗi từ tận sâu trong tấm lòng chúng con. Không biết có quá muộn hay không để chúng con nói ra lời xin lỗi này, nhưng hy vọng cô sẽ tha thứ và mỉm cười cho những lỗi lầm trị dài để qua của chúng con. Chúng con cũng không biết phải làm gì để đền đáp công ơn mà cô đã dành cho anh. Những ơn nghĩa mà con sẽ khắc ghi tận trái tim mình. Cảm ơn cô, người đã cho chúng con hành trang kiến thức vững vàng, những bài học cuộc sống đầy ý nghĩa. Chúng con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù bây giờ mỗi đứa, mỗi nơi, công việc học tập khác nhau, nhưng con biết chúng con đều cùng chung nỗi nhớ về cô, người mẹ thứ hai dịu hiền của chúng con. Dài sông dưới ngôi trường bao mến thương của tôi, có ánh nắng tươi hồng với tiếng chim ngoài xa liêu lo ca. Nhớ ánh mắt ai buồn nhìn giọt mưa rơi trên cánh hoa phương sinh,
rồi mùa thi trôi qua mau hè sang tiếng về chân buồn, dòng thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ, kỷ niệm ấu thơ trong tôi sẽ mãi không phai, dù mai cách xa nhưng tôi vẫn mãi không quên, trường xưa đã cho tôi thật nhiều mơ ước, cành hoa phương giữa trên sân trường vang tiếng về, dòng lưu bút trao cho nhau nỗi nhớ mùa hè. Trường xưa vẫn đây nhưng chiếc lá vẫn rơi đầy, trường xưa mãi luôn trong tôi dù thời gian lướt trôi. Nhớ những tháng năm dài sông dưới ngôi trường bao dấu yêu của tôi, nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương. Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về, lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng về gọi hè. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương kỷ niệm dấu yêu khi xưa mỗi lúc tan trường, làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè ngày xưa thiết tha, ôi giờ đây xa vắng. Nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình, ngày tháng em trôi kia sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Sông rơi ngồi trường bao mến thương của tôi, nhớ tiếng nói cô thầy với biết bao tình thương sóng xô đại dương. Nhớ những lúc tan trường trời chợt mưa rơi rơi ướt con đường về, lòng chợt buồn khi tôi không còn nghe tiếng về gọi hè. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè ngày xưa thiết tha, ôi giờ đây xa vắng. Nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình, ngày tháng em trôi kia sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Chiều nay mưa rơi rơi cho lòng tôi nhớ thương kỷ niệm dấu xưa mỗi lúc ta trường, làm sao sống trong yêu thương ấm áp bạn bè ngày xưa thiết tha, ôi giờ đây xa vắng. Nhìn hoa phương bay bay trên bầu trời thắm xinh, chợt thấy nơi đây dư âm xưa bỗng vô tình, ngày tháng em trôi kia sống mãi trong tôi, kỷ niệm dấu yêu nay chỉ còn trong giấc mơ. Tập thể lớp ABC2 trường Trung học phổ thông Huỳnh Đức Kháng niên khóa 2010-2013 gửi đến thầy Trần Đình Hùng là giáo viên bộ môn vật lý bài hát lá thư gửi thầy với lời nhắn: cảm ơn thầy trong 3 năm học qua đã dìu dắt lớp chúng em, đã cho chúng em những điều bổ ích và hơn hết là tình cảm của người thầy dành cho học trò bé bỏng tinh nghịch của mình. Nhân dịp 20 tháng 11, chúng em xin chúc thầy và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thầy và cô ngày càng thành công trên con đường giảng dạy của mình. Chúng em yêu thầy. Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường, gió điều hiu là phượng rơi sao thiết tha, khẽ nhắm mắt viết lưới tên của thầy lên tim để ghi nhớ công ơn lớn lao.
sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây. Rồi thời gian sẽ trôi nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu nơi trường xưa. Bóng hình thầy không phai, tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vỡ với bao khát vọng, như gió ươm mầm sống hôm nay vì một tương lai. Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ, mãi nhớ lời thầy dịu dắt em hôm qua. Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương, cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây. Rồi thời gian sẽ trôi nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu nơi trường xưa. Bóng hình thầy khấn phai, tiếng của thầy ấm áp truyền vào trang vỡ với bao khát vọng, như gió ươm mầm sống hôm nay vì một tương. Trong tim cây phượng già trên mùa hè trên cao, nơi bục giảng giọng hoàng sao chợt thấp. Các con rén năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Tùng ơi, nhân dịp năm nay thì mình cũng là có làm MC của chương trình, thì mình cũng có muốn gửi đến một người thầy, người đã làm chủ nhiệm của lớp mình, lớp 12C3, một vài lời nhắn gửi người đã dìu dắt em, người lặng lẽ đứng vào góc nhỏ khi gia đình em có chuyện buồn. Thầy lặng lẽ đến và đi không nói một lời nào, em chỉ kịp vô tình nhìn thấy bóng dáng thầy trong đám đông. Thầy quan tâm học sinh của mình lắm, thầy tận tụy và khó tính, ít học sinh nào mới tiếp xúc thầy mà ưa được thầy. Ngày đầu tiên gặp lớp, cả lớp thì chẳng ai thích thầy cho lắm, đến khi thời gian bên nhau tính từng ngày, từng giờ, mọi người mới thấm thía cái gọi là chia xa, và xa lớp, xa thầy, mới thấy sao mà thương mà yêu thầy đến thế. Ngày em về với trường, chỉ được vài phút, em lại bắt gặp hình ảnh thầy lại tận tụy với những công việc của mình, với những học sinh của mình. Em không dám đủ can đảm để bước đến và chào thầy một tiếng. Lứa học trò này qua đi, lại một lứa học trò khá tinh nghịch khác. Em vẫn thấy thầy để ảnh bìa của lớp trên Facebook, vẫn nhớ câu nói, lớp tụi mày lì đến nỗi thầy sẽ không bao giờ quên, chưa bao giờ có cái lớp nào như tụi mày. Những ngày cuối cùng là những ngày nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời học sinh mỗi chúng ta, để lại trong thầy, trong các bạn và trong em nhiều điều đáng nhớ, nhớ lắm thầy ạ. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới trường xưa, bạn bè và thầy cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin người. Hỡi ngày thơ tuổi xuân học trò, ôm xiêm tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng, nước mắt lâu nay phút xa rời trường mãi mãi trong ta không thể quên. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gửi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới chuyện xưa. Bạn bè và thầy cô mãi mãi không quên, không quên, không quên. Nghe chưa câu thơ đưa ta vào đời, tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin người. Thôi ngày thơ tuổi xuân học trò, ôm siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng, nước mắt lâu nay phút xa rời trường mãi mãi trong ta không thể quên. Radio 360 Service kỳ đầu tiên với chủ đề nhớ ơn thầy cô và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày hôm nay đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, thay mặt câu lạc bộ kết nối sinh viên Vạn Ninh Service, xin gửi đến tất cả các thầy cô ở Vạn Ninh nói riêng và thầy cô ở khắp đất nước nói chung lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn tâm huyết với sự nghiệp trong người. Ca khúc bông hồng tặng cô do Song Yến thể hiện sẽ kết thúc chương trình radio ngày hôm nay. Mọi thông tin, yêu cầu âm nhạc, bài viết tâm sự, câu hỏi, thắc mắc về các vấn đề xoay quanh học tập và cuộc sống, các bạn có thể gửi về email 360@gmail.com, fanpage câu lạc bộ kết nối sinh viên Bạn Ninh hay thông qua HTK Confession nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong số kỳ tới.
tiền. Dàn bông lên đôi chén sắc hương, những ngạt ngào thơm là cây bông hồng. Cây bông hồng em trong tấm cô, cánh hoa hồng tươi như que ngày hội mắt dịu mùi hương.